Kính thưa quý vị, vừa rồi chính là tiết mục rất sôi động đến từ Vũ Đoàn và nhóm nhảy được mang tên là The Wings, là một đôi cánh và cất cánh khá là cao ngày hôm nay. Các bạn cố gắng hết sức mình rồi hen. Và bây giờ sẽ là đôi lời nhận xét đến từ ban giám khảo. Trước tiên là xin chúc mừng phần trình diễn của các bạn. Các bạn nhảy rất là sung hoa, nhiệt tình. Các bạn đã tập với nhau lâu chưa? Dạ, thực ra là tụi em cái tiết mục dự thi này thì tụi em mới tập gần đây thôi. Nhưng mà tụi em là có nhảy chung với nhau lâu chưa? Dạ, cũng có những thành viên cũ và những thành viên mới vào nhóm. Tại vì nhóm em hơn 20 người lận. Thì anh nghĩ là nếu là nhảy những cái bài này á, thì sẽ cần, nếu mà đội hình mà nhiều thì chúng ta sẽ cần phải đều nhau, và cái năng lượng truyền cho nhau cũng phải đồng đều. Và anh chỉ hơi tiếc một chút xíu ở đây á, là về cái phần chiều cao của các bạn á. Các bạn đầu tư trang phục này nọ, tóc tai rất là đẹp. Thì anh chỉ tiếc một chút là nếu mà cái phần các bạn điều chỉnh một chút xíu về độ cao của giày á, thì cái độ hình các bạn đều với nhau thì các bạn nhảy thì sẽ rất là đẹp và phù hợp. Thì anh chúc mừng phần nhảy của các bạn. Dạ. Anh cảm ơn ạ. Vũ Công Nam bên đây, bạn có một đôi giày cũng khá là đặc biệt. Cái cấu tạo, cấu trúc của nó có đế khá là cao và nó dường như giống như một đôi giày cao gót kia đó. Thì có bị khó khăn trong quá trình di chuyển và cử động của bạn hay không? Và cái việc giữ thăng bằng nó có khó hay không? Dạ thì là cái đôi giày cao gót này nó cũng giống như là đôi thể thao mình mang bình thường. Tại vì em sở thích, em rất là thích mang những đôi giày cao gót như thế này. Và khi nhảy luôn. Và khi nhảy thì em cảm thấy cái cảm giác nó giống như là cái linh hồn của mình nằm trong đó vậy. Chị đi học và đi chợ có mang cái này không? Em chỉ là thể hiện ở trên sàn nhảy và trên sân khấu à. Vì nó giống như là con người thật của em. À đó. À, lúc này lúc mà tụi em rắc cái kim tuyến thì anh phải hơi lo cho các bạn sàn trơn sẽ bị trơn á. Nhưng mà các bạn cũng đã vượt qua được cái này, nên là chúc mừng các bạn nha. Cảm ơn giám khảo Vương Khang. Xin mời Tú Trung. Anh thì lại khác anh Khang, không có sợ rắc kim tuyến lên sàn mà sợ rắc vào trong mắt á. Tại vì cứ thấy mọi người cứ bung lên trên trời thì lỡ mà vào mắt thì rất là nguy hiểm. Nên mọi người diễn thì cẩn thận, thì biết mình rất là yêu sân khấu, yêu tiết mục, mình muốn đầu tư cho nó. Nhưng mà sức khỏe vẫn là trên hết. Giống như mình nãy giờ thấy bạn này cứ đứng dụi mắt liên tục, nó có bị vô mắt không? Đó, nó sẽ rất là khó chịu và tí là phải nhỏ mắt ngay, rửa mắt ngay, nếu không thì những cái kim tuyến nó sẽ làm hại cái trong mắt của mình. Nên mọi người lưu ý. Với cả là cho anh hỏi là cái micro này mình đeo vô để làm gì ạ? Dạ, thông điệp ạ. Dạ, thưa anh chị là tụi em tham gia ngày hôm nay biểu diễn là tiết mục dance cover K-pop. Cho nên là tụi em muốn hoàn hảo nhất có thể, thí dụ về cái phần nhép lời. Thì mình đeo mic giống như là mình đang là những nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu luôn. Chỉ khác tụi em, tức là tụi em đang cố gắng hết sức về trang phục, về động tác, về nhép, tất cả mọi thứ. Chỉ là tụi em không thể nào hoàn thiện được về cái make up để giống nhất có thể cho tất cả mọi người xem về hình tượng mà tụi em muốn theo đuổi tới trong ngày hôm nay ạ. Vậy thì cái đó là cái phần anh thấy thiếu nhất á, là cái phần nhép theo đó của tụi em á. Bây giờ anh nói thì tụi em chưa nhìn thấy đâu. Tới khi về xem rồi tụi em sẽ thấy là có bạn nhép, có bạn không. Về phần nhảy thì khá là đồng đều, nhưng về phần nhép thì hoàn toàn nó bị thiếu luôn. Thì anh cảm giác là cái mic nó bị dư. Nếu như mình đã đưa vào đạo cụ thì mình phải xử lý nó. Còn nếu như không cần thiết thì chúng ta có thể loại bỏ nó cho đỡ vướng víu. Cảm ơn tụi em. Dạ, anh cảm ơn rất nhiều ạ. Thì em sẽ rút kinh nghiệm về điều này. Cảm ơn sự tỉ mỉ của Trịnh Tú Trung. Xin mời là Thanh Hương. Nãy em nghĩ đây là phần thi nhảy. Xong rồi bạn ấy bảo là bạn đeo mic vào, bạn ấy là diễn kiểu hát nhép. Thì em lại thấy nãy giờ có nhép gì đâu. Thì đúng không? Là kiểu mà nhầm theo lời, giống như kiểu là một số bạn là nhầm theo lời bài hát để nhảy cho đúng nhịp ấy, chứ cũng không phải là hát nhép. Tại vì hoàn toàn là không giống đang hát. Thêm nữa là cũng giống như là anh Khang thấy là nhóm, việc mà đi làm việc nhóm thì cái đội hình nó rất là quan trọng. Thì đội hình của các bạn, là các bạn nói là đội bạn có 20 người mà đến đến một cuộc thi mà các bạn lại đem một cái đội hình không đồng đều thì có nghĩa là bạn không đầu tư vào cuộc thi này. Thì đấy là một cái vấn đề mà các bạn nên xem lại. Tiếp theo nữa là các động tác không đều. Vẫn có những cái bạn quên bài, trưởng nhóm quên bài luôn, làm sai động tác luôn. Lúc mà em đứng ở phía dưới kia, em sai tay về các bạn hoàn toàn, em bị trễ nhịp luôn. Dạ, cái khúc đó là em, cái khúc đó theo cái nhân vật của em là sẽ làm một mình. Không, lúc đấy là tất cả mọi người đang làm chung một động tác với nhau, là em làm một mình một kiểu hả? Dạ, em làm một mình động tác đó. Solo á? Dạ, solo, khúc đó của cái nhóm, cái nhân vật mà em cover là mình solo á chị. Là lúc đó cổ hát đó. Dạ đúng rồi. À, tiếng hả? Dạ, cái khúc solo đấy thì nhìn nó lại hơi kỳ. Tại vì tất cả mọi người làm giống nhau, em làm động tác tương tự nhưng mà lại bị ngược tay. Thế thành ra nó cứ bị nhìn nó rất là khó chịu, tại vì mọi người đang ở chung một cái tầm và tự dưng cái em lại làm ở một cái tầm khác. Mọi người đang làm tầm trung mà em lại làm tầng cao thì nhìn nó hơi bị kỳ.
đấy là ba cái mà chị thấy có vấn đề. Thực ra thì em từng đi xem những chương trình như So You Think You Can Dance hay là đã từng hợp tác với rất là nhiều vũ đoàn nổi tiếng. Nên là khi mà em nhìn thấy tiết mục này thì em thực sự là em chưa ưng lắm. Vì thấy các bạn đã đầu tư vào trang phục, các bạn đầu tư vào make up và cái tinh thần. Nhưng mà cái bài nhảy thì chưa thực sự là xuất sắc lắm. Cái năng lượng ấy cũng, anh Khang bảo là thấy tụi em rất là nhiều năng lượng, nhưng mà chị chưa thấy cái năng lượng của một cái vũ công mà bước lên sân khấu, đốt sân khấu. Chị chưa thấy cái điều đấy. Thì đối với chị không thích tiết mục này. Cảm ơn giám khảo Lại Thanh Hương. Và bây giờ sẽ là sự quyết định của ban giám khảo. Xin mời những màu sắc của ngôi sao. Một màu đỏ đến từ Lại Thanh Hương. Rõ ràng là các giám khảo rất là kỳ vọng vào từng tiết mục, đặc biệt là những động tác hình thể của The Wings. Còn với hai vị giám khảo còn lại, Vương Khang và Trịnh Tú Trung. Lúc nãy lúc mà anh nhận xét á, thì anh sẽ nghĩ trong đầu là anh sẽ tặng các em ngôi sao màu xanh. Nhưng mà sau khi các em nói là các em đang muốn trình diễn một cái tiết mục mà cover, vừa động tác, vừa hát luôn, thì là anh xin lỗi, anh phải cho tụi em ngôi sao màu đỏ. Tại vì rất tiếc là tụi em thiếu hẳn cái phần đó. Anh rất là tiếc luôn. Thì anh nghĩ là tụi em nên về tập luyện nhiều hơn. Về cái phần khi tụi em cover dance thì anh sẽ hiểu những cái động tác đó tụi em cover theo. Mà khi các em hát nữa thì tất cả thần thái về khuôn mặt, giọng hát, những cái đoạn nào, điểm nhấn của nhân vật nào thì tụi em phải làm rõ ra. Thì lúc nãy ở trong cái tiết mục đó thì anh hoàn toàn không thấy được. Nên là anh sẽ chọn ngôi sao màu đỏ. Cảm ơn lời chia sẻ của Vương Khang. Rõ ràng là cái sự hóa thân nó đòi hỏi ở mức cao hơn nữa. Hang, mình chú ý vào một đó. Và... đó là một bài học cho các bạn về việc sử dụng đạo cụ. Khi mà nó đưa nó lên sân khấu á, chắc chắn nó phải đắt. Còn nó không cần thiết thì chúng ta đừng mang nó lên. Nên là nhiều khi mình nghĩ là gắn lên cho nó đẹp, nhưng mà người ta lại nghĩ nó là mục đích khác. Và chính các em cũng thừa nhận nó được đưa vào với mục đích khác thì mình làm chưa tới. Và đây xem như là một lời nhắc nhở, nó không phải là thất bại. Vì biết đâu khán giả lại rất yêu thích tiết mục này thì sao? Chúng tôi chỉ là những người đại diện cho một phần rất nhỏ quý vị khán giả đang theo dõi chương trình mà thôi. Và chúng cũng muốn nhắc nhở mọi người, chúng ta sẽ cẩn trọng hơn với tất cả những sự biểu diễn. Vì đối với một người nghệ sĩ, mỗi lần biểu diễn là một cơ hội, nên hãy trân trọng nó. Xin cảm ơn bạn Khảo rất nhiều. Nhưng cơ hội vẫn còn ha. Nếu như tiết mục này của chúng ta với một video clip được trình chiếu trên kênh YouTube của chương trình chúng tôi mà có được nhiều lượt xem, các bạn sở hữu được lượt xem rất khủng đó, lọt vào top 5, chúng ta sẽ nghiễm nhiên bước vào vòng bán kết. Nên mong là quý vị khán giả sẽ dành tình cảm cho The Wings. Và bên cạnh đó, giống như lời nói của Trịnh Tú Trung, hãy luôn tự hào vì mình đã cố gắng hết sức mình ngày hôm nay nhé. Những giọt mồ hôi này của các bạn là rất là đáng trân quý. Hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn The Wings. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.